sanh pháp chưa phải rốt ráo không, thì làm sao nói các pháp là rốt ráo không được? Ví như trường hợp cái nhà bị hư hoại, chẳng còn là nhà nữa, nhưng nếu ruồi, kèo, cột vân vân vẫn còn sót lại, thì làm sao nói là rốt ráo không được? Đáp: các nhân duyên sanh pháp cũng rốt ráo không, vì chẳng có định tướng. Ví như người con gọi các bậc sanh thành ra mình là cha, là mẹ. Nhưng xét cho cùng thì các nhân duyên này, các cách xưng hô này cũng chẳng có chỗ y cứ, chỉ là do tâm tạo ra, nên cũng là không. Lại nữa, ví như muôn vật trên quả đất này đều nương vào đất, nước, gió, lửa, hư không mà sanh tồn, nhưng thật ra quả đất cũng chẳng có chỗ y cứ. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp là rốt ráo không, là tất cánh không vậy. Hỏi: ví như dùng thần thông có thể biến hóa ra các vật, hóa vật là giả, nhưng người có thần thông biến hóa ra các vật đó là thật. Như vậy, làm sao có thể nói tác giả của sự biến hóa ấy là giả được? Đáp: phàm phu thấy các hóa vật hiện ra trước mắt tưởng là thật, nên chấp có vị hóa chủ, tức là có vị tác giả của sự biến hóa. Còn các bậc thánh hiền rõ vị hóa chủ cũng chẳng phải thật có. Vì sao? Vì rõ biết tất cả đều do tâm tạo, do các duyên nghiệp hòa hợp sanh ra cả. Kinh nói có ba thứ biến hóa, đó là phiền não biến hóa, nghiệp biến hóa, pháp biến hóa. Tất cả các sự vật đều ở trong phạm trù của ba trường hợp biến hóa nêu trên đây, nên đều là hư huyễn như hóa, đều là chẳng thật có, đều là không vậy. Cho nên trong thí dụ trên đây, ta thấy rõ hóa vật lẫn vị hóa chủ đều là không cả. Hỏi: các vật không bền, không kiên cố mới có thể tán nhỏ, tợ thành không. Còn các vật bền chắc kiên cố thì làm sao có thể như vậy được? Đáp: kiên cố cũng như không kiên cố đều là những tướng bất tịnh. Vì sao? Vì lệ thuộc vào quan điểm riêng của mỗi người, của mỗi loài. Ví như loài người cho kim cang là kiên cố, nhưng hàng chư thiên có cách phá được kim cang, nên chẳng cho kim cang là kiên cố. Cũng như người cho biển là sâu thẳm, nhưng Atula Vương đứng ngay giữa biển, cho biển là cạn. Cũng ví như người có đời sống ngắn ngủi thấy quả đất là kiên cố, nhưng trái lại, các loài sống lâu có thời thấy quả đất tán hoại, nên chẳng cho quả đất là kiên cố. Trong kinh Thất Nhật Dụ, dụ về bảy mặt trời, Phật bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường, là hủy hoại. Khi đến gần kiếp tận, mặt trời thiêu đốt khiến hết thảy cây cối, kể cả các loại cây cỏ thuốc đều chết khô. Khi mặt trời thứ hai mọc thì nước ở hết thảy các sông lạch đều khô cạn. Khi mặt trời thứ ba mọc thì các sông lớn cũng đều khô cạn. Khi mặt trời thứ tư mọc thì nước ở nơi các nguồn, các suối cũng đều khô cạn. Khi mặt trời thứ năm mọc thì các biển lớn nhỏ cũng đều khô cạn. Khi mặt trời thứ sáu mọc thì các núi Tu Di bốc cháy. Khi mặt trời thứ bảy mọc thì các núi Tu Di chỉ còn khói và lửa giấy khắp cõi trời Phạm Thiên. Lúc bấy giờ, những người mới sanh ở cõi trời Quan Âm thấy lửa bùng cháy mạnh mẽ nên rất sợ hãi. Những biến cố lớn như vậy rất khó tin, chỉ khi nào được thấy tận mắt mới có thể tin được vậy. Phật lại dạy tiếp: lúc bấy giờ có một người tu hành ly dục, được đầy đủ bốn phạm hạnh, tên là Tu Niết Ba La. Ông Tu Niết Ba La có vô số đệ tử cũng được ly dục, do tu từ tâm tam muội mà ông Tu Niết Ba La được sanh lên cõi trời Quan Âm, nên được chứng kiến tận mắt cảnh tán hoại này và biết rõ
chẳng có gì là kiên cố cả. Này các tỳ kheo, ông Tu Niết Ba La là tiền thân của ta đó. Lúc bấy giờ, chính ta đã thấy tận mắt cảnh tán hoại nêu trên đây. Hỏi: nếu nói vô thường là nói trước không, nay có rồi lại trở thành không. Như vậy, nếu đã nói rốt ráo không, thì vì sao nói vô thường nữa? Đáp: vô thường là bước đầu dẫn vào cửa không. Do rõ được các pháp là vô thường mà người tu hành tu bốn hành quán, gồm vô thường, khổ, không và vô ngã. Vì sao? Quán như vậy sẽ biết rõ các pháp đều là như quyển, đều là không. Lại cũng biết rõ các pháp chẳng do ai làm ra, tức vô tác giả, nên là vô ngã, là rốt ráo không vậy. Rốt ráo không là chân không, tuy nhiên phải tùy đối tượng chúng sanh mà nói pháp. Đối với hạng người nhiều ái kiến, chấp vô thường thì phải vì họ nói vô thường là tán hoại. Nếu chấp vô thường thì sẽ sanh ưu khổ. Đối với hạng người chấp danh tướng thì phải vì họ nói vô tác. Đối với hạng người có nhiều tà kiến, phân biệt các pháp thì phải vì họ nói về chúng sanh không, về pháp không, về tất cánh không, tức rốt ráo không. Các bậc thánh hiền dùng rốt ráo không để diệt trừ ba độc, phá các chấp điên đảo, khiến chúng sanh xa lìa được các khổ, sanh, già, bệnh, chết, được niết bàn an lạc. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy: pháp thiện cũng xả, huống nữa là pháp bất thiện. Khi đã ly được pháp hữu vi rồi thì cũng chẳng chấp pháp vô vi nữa, vì biết rõ pháp vô vi cũng là rốt ráo không. 10. Vô thỉ không. Đây là pháp quán thời gian chẳng có đầu mối. Quán đầu mối thời gian từ vô thỉ là không. Chúng sanh từ vô thỉ đến nay chuyển thân này sang thân khác, thân đời này do nghiệp lực đời trước dẫn sanh, rồi nghiệp duyên tạo ở đời này lại trở thành nghiệp lực dẫn sanh thân ở đời sau. Cứ như vậy lần lượt kế truyền mãi mãi. Thế nhưng chẳng có pháp ban đầu, cũng chẳng có pháp rốt sao. Vì sao? Vì trước sanh sau chết, rồi trước chết sau sanh, chẳng có nhân, chẳng có duyên, chẳng có gì sanh, chẳng có gì diệt cả. Như vậy là vô thỉ không. Trong kinh Phật dạy các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, chúng sanh chẳng có đầu mối, do vô minh che tâm, do ái chấp sâu dày mà phải chịu qua lại mãi miết trong các nẻo đường sanh tử, nên đầu mối là bất khả đắc. Chúng sanh là vô thỉ, các pháp cũng vô thỉ, mà vô thỉ là bất khả đắc, nên nói là vô thỉ không. Hỏi: nếu vô thỉ là thật pháp, thì vì sao lại phá vô thỉ? Đáp: nếu nói chúng sanh có đầu mối, tức hữu thỉ, thì rơi về biên kiến, nên nói chúng sanh cùng các pháp là vô thỉ. Thế nhưng nếu chấp vô thỉ thì cũng lại rơi về hữu thỉ, hữu biên. Vì sao? Vì như vậy là còn chấp có một pháp gọi là vô thỉ, có cái tướng vô thỉ vậy. Nếu dùng vô thỉ không để phá chấp về vô thỉ thì mới chẳng còn rơi về hữu thỉ, mới nhập được vào trung đạo vậy. Hỏi: vì sao lại phải phá vô thỉ? Đáp: nếu đã được nhất thiết trí rồi thì chẳng có rơi về chấp vô thỉ. Vì sao? Vì đã rõ biết vô thỉ là bất khả đắc.
Trái lại, nếu còn chấp tướng vô thủy thì chưa phải là nhất thiết trí. Do vậy mà phải phá chấp vô thủy để khỏi rơi về hai chấp hữu và vô. Phải phá chấp vô thủy mới vào được vô thủy không. Hỏi: vì sao Phật nói chúng sanh từ vô thủy đến nay qua lại trong các nẻo đường sanh tử? Đáp: Phật muốn nhắc nhở chúng sanh biết rằng từ vô thủy đến nay mãi miết qua lại trong các nẻo đường sanh tử, khiến họ sanh nhàm chán sanh tử mà tinh tấn tu hành nhằm thoát ly ra khỏi ba cõi. Phật lại dạy: trải qua vô lượng kiếp sanh tử, xương của mỗi chúng ta có thể chất thành núi cao, nước mắt của mỗi chúng sanh có thể nhiều bằng nước ở biển cả. Như vậy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh đã phải thọ vô lượng khổ đau. Thế nhưng, tìm đầu mối thì đầu mối là bất khả đắc, chẳng sao tìm được vậy. Phật thuyết về vô thường nhằm độ các chúng sanh chấp thường. Phật lại thuyết vô thủy nhằm độ các chúng sanh chấp hữu thủy. Nhưng cũng chẳng nên chấp vô thủy, vì vô thủy cũng chẳng thật có, nên Phật lại thuyết về vô thủy không. Hỏi: nếu vô thủy chẳng thật có, thì làm sao có thể dùng vô thủy để độ các chúng sanh chấp hữu thủy? Đáp: Phật dùng đủ các pháp môn phương tiện, tùy duyên quá độ chúng sanh, khiến họ xả trừ tâm chấp. Ví như Phật thuyết về vô thường để phá chấp thường của chúng sanh, thuyết về khổ đế để dạy chúng sanh xa lìa các dục lạc thế gian. Nếu thấy chúng sanh chấp vô thường, chấp khổ, thì Phật lại dạy cho họ biết rõ là vô thường khổ cũng đều là không. Nói về vô thủy cũng như vậy, Phật thuyết vô thủy nhằm phá chấp hữu thủy của chúng sanh. Nhưng nếu chúng sanh lại chấp vô thủy, thì Phật lại thuyết về vô thủy không. Phật dùng túc mạng trí thấy chúng sanh tương tục, sanh diệt, vô cùng tận. Phật lại dùng huệ nhãn thấy chúng sanh cũng như các pháp từ vô thủy đến nay chẳng có đầu mối, đều là rốt ráo không, nên thuyết về vô thủy không. Hỏi: chấp hữu thủy là tà kiến, phải nên phá. Còn nói vô thủy thì chẳng phải là tà kiến, sao cũng phá nữa? Đáp: nói hữu thủy là lầm lạc, là tà kiến. Vì sao? Vì nếu là hữu thủy thì chẳng có nhân duyên tội phước. Nếu chấp có thân ban đầu thì thân ban đầu ấy chẳng thể sanh ở chỗ thiện, cũng chẳng thể sanh ở chỗ ác được. Lại nữa, nếu y theo nhân duyên tội phước mà có sanh thân thì chẳng thể gọi là thân ban đầu được. Vì sao? Vì thân trước có tạo tội phước thì các nghiệp duyên tội phước đó mới dẫn thọ thân sau. Cho nên Phật thuyết vô thủy để phá chấp về hữu thủy của chúng sanh. Sau khi xả bỏ chấp về hữu thủy, nếu chúng sanh lại chấp vô thủy thì phải nên vì họ giải pháp quán vô thủy không. Vì sao? Vì còn chấp hữu thủy hay vô thủy cũng đều là tà kiến cả. Hỏi: vì sao dùng vô thủy để phá hữu thủy mà chẳng dùng hữu thủy để phá vô thủy? Lại nữa, vì sao chỉ dùng vô thủy không để phá vô thủy mà chẳng dùng hữu thủy không để phá hữu thủy? Đáp: chấp hữu thủy, chấp vô thủy đều là tà kiến cả, nhưng có trọng, có khinh khác nhau. Nhân duyên chấp hữu thủy dẫn sanh các tướng phiền não. Trái lại, nếu niệm các pháp duyên khởi từ vô thủy thì khởi sanh từ bi và chánh kiến. Vì sao? Vì niệm chúng sanh từ vô thủy đến nay thọ vô lượng khổ đau, nên phát sanh bi tâm thương xót chúng sanh. Vì rõ biết quả báo tội phước tương tục nối tiếp từ vô thủy đến nay, nên phát sanh chánh kiến. Lại nữa, vô thủy rốt ráo phá được hữu thủy, hữu thủy tuy cũng có thể phá được vô thủy,
nhưng chẳng được rốt ráo. Vì sao? Vô thỉ dí như thiện pháp, hữu thỉ dí như bất thiện pháp. Thiện pháp phá được bất thiện pháp, còn bất thiện pháp khó có thể phá được thiện pháp một cách triệt để được. Tuy hai bên có tương phá lẫn nhau, nhưng thiện thì rốt ráo phá được ác, còn ác thì chẳng thể như vậy được. Dĩ như người vào được thánh trí đạo rồi thì chẳng còn làm các việc ác nữa. Lại dĩ như người trước đã phạm tội bội phản, đã đoạn thiện căn mà sau đó có phát tâm tu hành, thì dù phải đọa địa ngục cũng chỉ thọ tội trong một kiếp, rồi cùng sẽ thoát khỏi chốn địa ngục, sẽ được sanh lên các cõi người, cõi trời. Như vậy là dùng vô thỉ để phá chấp về hữu thỉ, mà chẳng thể dùng hữu thỉ để phá chấp vô thỉ được. Thế nhưng sau khi dùng vô thỉ để phá hữu thỉ mà lại chấp tướng vô thỉ thì cũng là tà kiến, nên lại phải quán vô thỉ không để phá chấp về vô thỉ. Dùng vô thỉ không phá triệt để cả hai chấp về hữu thỉ và vô thỉ, nên chẳng cần đến pháp quán hữu thỉ không làm gì nữa. Khi đã rốt ráo phá được cả hai chấp hữu và vô, làm vào được trung đạo, thông hiểu được thánh đạo. 11. Tán không. Đây là pháp quán các pháp, khi duyên ly tán đều trở thành không. Hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp mà giả danh có. Khi các duyên ly tán thì danh và pháp đều chẳng còn nữa. Như vậy là tán không. Pháp khi hòa hợp cũng như khi ly tán, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Nên pháp và danh đều là không, là bất khả đắc cả. Ví như cái xe do các bộ phận rời ráp lại mà thành, khi tách rời các bộ phận ra, thì xe cũng như tên xe đều chẳng có nữa. Cũng như vậy, người do năm ấm hòa hợp mà giả danh có pháp gọi là người, khi năm ấm ly tán thì chẳng còn người nữa. Hỏi: nói như trên đây thì chỉ phá được giả danh, chẳng có thể phá được sắc. Đáp: sắc và danh đều bị phá. Vì sao? Vì sắc pháp do các di trần hòa hợp mà giả danh có, nhưng di trần là bất khả đắc, nên sắc pháp cũng là bất khả đắc. Hỏi: khi một vật tan rã, hình tướng của vật có thể chẳng còn nữa, nhưng sắc pháp vẫn còn. Như vậy, vì sao nói sắc pháp là chẳng thật có? Đáp: sắc pháp do bốn đại hòa hợp mà thành. Nếu chẳng có bốn đại hòa hợp thì chẳng có được sắc pháp. Dùng trí huệ phân biệt mà tách bốn đại riêng rẽ thì sắc pháp là bất khả đắc vậy. Hỏi: nói sắc tán hoại thì còn hợp lý, còn thọ tưởng hành và thức cũng tán hoại hay sao? Đáp: bốn ấm thọ tưởng hành và thức có sanh, có trú, có diệt, nên cũng là vô thường, là tán hoại, là không vậy. Vì sao? Hãy xem một người từ khi sanh đến khi già thay đổi rất nhiều, nên cả năm ấm thân của người ấy cũng sanh diệt tương tục, cũng tán hoại tương tục. Lại nữa, thức tâm tùy duyên sanh, cũng tùy duyên diệt. Ví như tướng lửa được hiển lộ nhờ các vật cháy, nếu lìa các vật cháy ra thì lửa là bất khả đắc. Cũng như vậy, do sáu căn duyên sáu trần mà sanh ra có sáu thức, nếu lìa các chỗ duyên ra thì thức tâm là bất khả đắc. Trong kinh Phật dạy: sắc là tán hoại, là vô sở hữu, thọ tưởng hành thức cũng là tán hoại, là vô sở hữu, như vậy là tán không. Phàm phu vì chưa ly dục nên ở nơi các pháp sanh tâm ái trước. Người tu hành đã được ly dục rồi, thấy các pháp đều tán hoại. Khi có đủ duyên hòa hợp mới giả danh có pháp này, pháp nọ. Khi các duyên ly tán thì chẳng còn có danh, chẳng còn có sắc nữa. Trong kinh Phật dạy Ngài Maha Ca Chiên Viên:
quán bốn đế đều ly tán, làm giàu được tán không. Đây là pháp quán về tự tánh của hết thảy các pháp đều là không. Vì các pháp tương tục duyên khởi nên mới có hiện ra các tướng. Ví như nước có tướng lỏng, đun sôi trở thành hơi nước, đông lạnh trở thành nước đá. Xem như vậy thì các pháp chẳng có định tướng. Do chẳng có định tướng nên tánh của các pháp vốn là không.